Hello, xin chào tất cả các bạn. Vâng, mình là Trọng 88 OVK. Thì arc game của mình cũng là tên Trọng 88 OVK nhé. Nhưng mà do ký tự của Gagena nó không cho ghi cả OVK nên đang thiếu các bạn ạ. Vâng, thì tên kênh YouTube của mình cũng là Trọng 88 OVK luôn. Và đây là video đầu tiên của mình. Thì kênh của mình là chuyên phát triển về game Liên Quân Mobile. Đây là một tựa game giải trí nhé, mà rất nhiều các bạn yêu thích. Đây kênh của mình thì chuyên mình quay video đây, mình quay video bằng điện thoại này, và mình sẽ lưu lại những video của những trận đấu của mình và mình up lên kênh. Hy vọng là tất cả các bạn xem video của mình thì ủng hộ cho mình bằng cách like và subscribe để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn để phục vụ cho các bạn giải trí nhé. Vâng, thì không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ vào đấu hạng mình ghép đội này. Thì đấu hạng này là mình đã chơi được một trận rồi thì mình được 2 sao rồi nhé, đồng 3 2 sao. Và bây giờ tiếp tục này. Đấy, mình sẵn sàng luôn. Mọi người ủng hộ cho mình like nhiệt tình và comment nhiệt tình để mình win trận đấu này nhá. Ghép đội này cũng là ghép đội đi đơn thế này này, cũng rất là hên xui luôn ạ. Nhiều khi mình gặp cái đội nào nó fit mạng nó yếu ấy, gặp cái những người mà mới chơi hay là chưa biết đánh này vào fit mạng lia lịa thì chịu chết luôn. Vâng, vậy là Gagena đã tự chọn cho mình là vị tướng teo nát này. Thì mình để nguyên vị tướng teo nát này mình chơi luôn. Vâng, ok. Và đồng đội đây mình đã chọn tất cả các lan đẹp luôn các bạn ạ, giám thị thân thiện nha. Mình có bộ trang phục này. Và teo nát này đang rất là nhiều bộ trang phục rất là đẹp này. Thì các bạn nào mà có bạn nào yêu quý mình thì các bạn tặng cho mình bộ trang phục thì mình rất là cảm ơn các bạn. Ok, vậy là đội hình của team mình nè, chắc chắn là có teo nát rồi. Keyword này, Helen, Butterfly, Vera. Team bạn thì có Lữ Bố này, Joker, Roker, Violet và Tulen. Thì trận đấu này mình sẽ đối đầu với Violet team bạn. Team bạn FB đấy là Joker. Còn team mình đấy là Helen nhá. Mid team bạn đấy là Tulen. Đối đầu với Vera team mình. Chào mừng đến với mình. Rồi, vậy trong trận đấu quá nhanh. Quá luôn anh em ơi. Thế nào? Ok luôn. Teo nát thần cung anh em nhá. Bắn tên thì cứ phải gọi là nhấc người luôn. Gặp ngay thằng châu ơ đấy. Có khi là nó hồi máu rồi. Sợ cái gì. Đấy, cứ đi theo thằng Milan này. Nó hồi máu cho thì quá tuyệt. Đấy, cái thằng Milan này. Úi dồi, mình chưa dùng tốc bín đấy. Để cho tem bạn chạy đấy. Đây, bây giờ mình sẽ ăn con chim này các bạn nha. Milan FB ra mình thì được cái ulti thì hồi máu cho đồng đội các bạn. Hồi máu nhá, đứng vào trong cái vòng tròn của Milan này này là sẽ được hồi máu rất là hay. Riêng Helen mà đi với đồng đội đi cả team này ALL với nhau thì team bạn thì khó nhai lắm, hơi bị khó nhai luôn đấy. Đùa đâu, đừng có đùa với Helen. Choger ăn mặn nhẹ nhàng chưa anh em. Ủa team mình 3-1 rồi anh em. Hai mạng này rồi anh em ơi. Cả người hồi máu của trụ này, hồi bana luôn. Chiến rồi anh em. Lên level 4 rồi anh em ơi, lên level 4 rồi anh em ơi. Úi trời ơi, Sugar chạy nhanh thế. Mình đang hết bana anh em. Máy mình đang hơi bị đơ. Máy mình đang bị đơ, nó hơi chậm một chút anh em nhá. Rồi Violet. Cố văn tình nó lại à bà. Lại chỉ gỗ ấm thôi. Đấy. Green Helen mà ulti thì hồi máu lia lịa luôn anh em. Đây này xem bùa xanh các bạn ăn chưa nhá, cứ buồn. Tại mà ăn mất rồi anh em. Tại mà ăn bùa xanh mất rồi. Ừ,
hết bà nà mình vẫn đứng lại mình chơi nhá. Hết bà nà vẫn đứng lại bắn tường anh em ạ. Vẫn đứng lại bắn tường mới đau chứ. Rồi được rồi. Đi lên đây mình. Úi dồi ôi châu ơi, bạn đừng bắt nạt Hy Lan tên mình à. Bạn hơi bị to gan rồi đấy. 5-0 anh em ạ. Hy Lan lại hồi máu cho ngay. Được của nó đây anh em. Ok luôn. 6-0 600 anh em nha. Mình ăn 6 mạng thì Hy Lan hỗ trợ 6 mạng đấy. Cái bùa này. Và cứ bùa xanh này với nói chuyện với tem bạn rồi. Chúc các bạn đang xem video của mình vui vẻ nha. Violet với chúng rồi. Châu gơ này à. Không cho cơ hội Butterfly ăn mạng anh em ạ. Mình ăn luôn. Thế chứ. Được của nó chưa đấy, mình đang đầy máu thì lên hồi này. Không hồi được tí nào này. Quá đầy rồi. Mắc máu anh em ạ. Giờ lên mít nha. Ủa mít cũng chết luôn rồi. Mít tem bạn cũng ra đi rồi anh em ạ. Lên sàn đem số rồi. Vâng, tem bạn đang còn 4 người. Máy của anh này đơ kinh chậm. Chiều này chơi còn đơ luôn, không đi được. Đây anh em. Ồ, sạc kê luôn. Cái máy mới kia anh lại không nhận cho. Đây anh em. Úi trời ơi, ăn mạng quá đẹp luôn. Rồi, đây mình lấy được một trụ rồi anh em này. Mừng quá, 2 trụ rồi. Chuẩn bị lấy trụ thứ 3 rồi anh em. Chuẩn bị lấy trụ thứ 3 ở đường mid rồi. Bây giờ mình lên đây mình cướp bùa xanh nha các bạn nha. Đấy. Có ngay con bùa này thì ba nào cũng phải nhà máy luôn. Ui rồi đâu cơ tem mạng này. Châu ơi đang làm gì vậy. Tốc biến không cho chạy anh em ạ. Tốc biến mình không cho chạy. Thì em này, có bạn bắn mình đấy. Bây giờ mình xanh rồi thì bạn bắn mình đến sáng mai mình không chết được. 14-0 anh em ạ. Xanh quá trời luôn. Đây mình đang đánh trụ rồi. Ôi dồi ôi kìa. Mình đang ăn rừng và mình cũng bắn được 1-2 cái vào tu len đem bạn. Ôi win sớm quá anh em ơi. Win sớm rồi anh em ơi. Rồi mất ăn đi đúng rồi. Oánh mạnh vào. Trời ơi cả tem. Ôi oánh mạnh vào. Oánh nghe. Thả anh em ơi. Thả. Giá đò chạy đấy. Thả đội bạn này. Thả lộ léo luôn đấy. Quá lộ léo luôn. Úi dồi ôi kì hút chết. Thả lộ léo quá luôn đấy bạn ơi. Rồi để cho các bạn lấy súng tí nào.
Trận đấu đầu rồi. Về từ từ đây anh em ạ. Quánh đi xem nào. Đứng đây xem đồng đội chết anh em ạ. Úi dồi ôi, Vera. Vâng, tu lên thêm bạn cũng chết luôn anh em ạ. Đứng đây xem đồng đội chết đi. Đứng ngoài lề anh em. Vâng, đợi bạn chết mình tu lên thôi. Về đến nhà đi anh em ơi. Các bạn về đến nhà đi chưa? Bút tục vào lại đây mình không có khả năng khoảng anh em. Ý giờ vẫn chạy được à? Bút tục vào lại đây mình vẫn chạy được. Giỏi đấy, được đấy. Ăn rồng anh em nha. Ăn rồng. Ồ, nó buột rồi anh em ạ. Dạ. Mẹ. À, có mẹ. Chờ em tí lên máy này. À, bây giờ ok nha, bây giờ mình sẽ biến về này. Biến về dưới nhà anh em ạ. Ồ, Violet em bảo chết về ra thêm mình rồi. Mình ăn nhiều mạng quá rồi anh em ơi. Châu ơi, lại chuẩn bị toy với booster for bò thêm mình. À, chưa toy. Chưa toy là anh em. Helen đang bị lửa bố lùa này. Sội lửa bố chết đấy. Lửa bố chết này. Đứng đây xem đồng đội đánh. Ôi sợi. Ý sợi hay quá anh em. Bắn này quá đây anh em ạ. Rồi đem bạn mất đường lính trụ siêu cấp bên đường top rồi nha. Ăn con cây sơ này. Cái sơ này anh em ơi. Sơ này anh em ơi. To phết rồi đấy. Sơ này to đấy anh em ạ. Khỏe đấy. Lên cái con tà ma bắn nó hút máu cho sướng anh em này. Em nói con cây sơ này nó trụ được bao nhiêu lâu. Bao nhiêu phát bắn của mình. Đấy, ăn được con cây sơ này anh em nha. Bây giờ ăn được cây sơ lượng giáp của đồng đội của mình thì tăng lên anh em ạ. Rồi là em mình lấy được hai đường lính trụ siêu cấp rồi. Về là chết. Đứng nhìn đồng đội chết anh em nha. Ê chứ. Để mạng ăn 11 mạng rồi chứ. Khỏe đấy. Nhưng mình không cho đẩy trụ mấy này đâu. Đứng lại đây mà chết đấy. Đây, các bạn đang tính giải trụ ở đây. Ồ, tù lên các bạn chết rồi. Thì lên ăn nha. FB một màn này. Wow, mình mà bắn thì ai mà đỡ được anh em. Mình bắn một tem mà đỡ làm sao nổi được. À, cái sơ về thả ra anh em nha. Cái sơ nó tự thả ra anh em ạ. Nó xoay hết cái vòng tròn đấy thì mình không thả thì cái sơ nó cũng tự thả nhé. Đây anh em tự thả cái sơ cho mình. Rồi xem các em bạn chống đỡ tên lính này như thế nào. Hai người hồi sinh rồi. Joker vừa ăn bùa đó xong. Ui tội, rất tội cho cây cho Joker các em ạ. Vừa ăn bùa đó xong anh em ạ. Tù lần bắn đau nha. Bắn đau quá nhờ. Ai đứng đây xem đồng đội đánh không? Vâng, bây giờ lấy thêm đường lính trụ này đó, trụ siêu cấp này là lính turbo ra anh ạ. Lính turbo xuất hiện nha. Rồi sẽ là lính turbo xuất hiện anh em ạ. Win anh em ơi, win rồi. Trận đấu kết thúc anh em nhá. Không thể kéo dài hơn được nữa anh em. Cái trận đấu này không thể kéo dài hơn được nữa.
Bởi vì mình là quá mạnh, đồng đội mình ăn phúc lợi cho tem rồng và cây sơ thì lượng giáp lên rất là nhiều. Thế đồng đội cứ thế mà chín thôi. Thế dù sao thì một trận đấu cũng là nhan. Trận đấu đầu thôi mà khởi đầu rất là tốt anh em nhá. Chủ này thì càng về sau thì càng càng dễ rồi. Khởi động một trận đấu đầu tiên rất là nhàn như này rồi. Đang chị đánh nhỉ? Chị đánh nhỉ? Ok, vậy là video mình đến đây là tạm dừng nhá. Video đầu cũng xin phép dừng video tại đây và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn xem video mình vui vẻ nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.